Bệnh nhân 1553 đi họp lớp, tiếp xúc nhiều người ở sân bay Vân Đồn. Bệnh nhân 1553 được xác định là PTD, 31 tuổi, trú tại tổ 1, khu 6, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, nhân viên an ninh cảng hàng không Vân Đồn. Ngày 9 tháng 1, bệnh nhân đi họp lớp tại nhà hàng Talata, sau đó đi hát karaoke tại quán Hải Âu, uống cà phê tại quán Cà Phê Cam và ăn đêm tại quán Đông Hồ, tất cả đều ở phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long. Từ 19 đến 22 giờ ngày 19 tháng 1, bệnh nhân tham gia hội nghị điện máy miền Bắc tại khách sạn Mường Thanh Luxury, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Từ 23 đến 24 giờ cùng ngày, người này đi mua đồ ở cửa hàng Psycho K, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long. Tiếp đó, từ 18 đến 21 giờ ngày 21 tháng 1, bệnh nhân tham gia liên hoan tất niên cảng vụ tại nhà hàng Trung Sún, huyện Vân Đồn. Từ 14 đến 15 giờ ngày 21 tháng 1, bệnh nhân đi họp tại văn phòng đội, tầng 5 khu điều hành cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. 19 giờ 10 cùng ngày, người này mua thuốc tại hiệu thuốc đối diện trung tâm y tế Vân Đồn. Từ ngày 23 đến 27 tháng 1, bệnh nhân khám và điều trị tại bệnh viện Vinmec. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân đi làm bằng xe riêng, người này tiếp xúc với 44 người đội an ninh sân bay Vân Đồn, hai nhân viên căng tin sân bay. Bệnh nhân đổ xăng một lần tại cây xăng cột 8 và tiếp xúc với một nam nhân viên nhưng chưa rõ danh tính. Tại gia đình, bệnh nhân tiếp xúc gần với 5 người, bố mẹ, em gái, vợ và con trai. Tại bệnh viện Vinmec tiếp xúc với 37 người. Những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật trong các bản tin sau.